Chào các em, ngày hôm trước mình đã học xong bài 11, đó là một số vật liệu thông dụng. Thì cô có cho bài tập về nhà. Mình có hai bài tập về nhà. Bài 11.5, dựa vào tính chất nào mà kim loại đồng, kim loại nhôm lại được sử dụng làm dây điện? Vậy thì mình thấy rằng kim loại có nhiều tính chất, ví dụ như là dẫn điện nè, dẫn nhiệt nè, vân vân ha. Vậy thì dựa vào cái tính chất dẫn điện mà người ta sử dụng kim loại đồng, kim loại nhôm để làm dây điện. Thứ hai, câu B, tại sao đồng dẫn điện tốt hơn nhôm nhưng dây điện cao thế lại thường sử dụng vật liệu nhôm chứ không sử dụng vật liệu đồng? Vậy thì chúng ta trả lời như sau. Câu B nè, tuy đồng dẫn điện tốt hơn nhôm nhưng nhôm nhẹ hơn, do đó có thể giảm được sức nặng cho cột điện. Ngoài ra, nhôm có giá thành rẻ hơn, dễ kiếm hơn, nên việc sử dụng nhôm thay đồng giúp tiết kiệm chi phí. Câu tiếp theo, 11.6. Tại sao cửa ngõ làm bằng sắt thép hộp, người ta thường phải phủ lên một lớp sơn, còn làm bằng inox, người ta thường không sơn? Vậy đây mình thấy rằng là người ta phủ lên một lớp sơn, ngoài việc để tăng tính thẩm mỹ, thì còn hạn chế cho sắt thép tiếp xúc với không khí để tránh bị gỉ và bị ăn mòn ha. Mình trả lời như sau. Thép hộp dễ bị gỉ và ăn mòn nên người ta phải sơn phủ bên ngoài để bảo vệ. Còn inox thường không bị gỉ nên không cần sơn. Mình sẽ học tiếp sang bài số 12, nhiên liệu và an ninh năng lượng. Nhiên liệu ở đây là chất đốt, được con người sử dụng để phục vụ cho sinh hoạt và cho cuộc sống hàng ngày. Còn an ninh năng lượng ở đây có nghĩa là đảm bảo việc đủ năng lượng và sử dụng năng lượng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không gây ảnh hưởng đến môi trường và phát triển bền vững ha. Về mục tiêu, sau khi học xong bài này em sẽ hiểu được các tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thường dùng nè, rồi cách sử dụng các nhiên liệu đó sao cho an toàn và hiệu quả. Câu hỏi đầu bài. Con người đã biết sử dụng nhiên liệu như củi, than, ga để đun nấu từ rất sớm. Tuy nhiên, nguồn nhiên liệu này có xu hướng cạn kiệt dần. Vậy cần nhiên liệu nào để thay thế trong tương lai? Học xong bài này mình sẽ trả lời được câu này. Phần 1, một số nhiên liệu thông dụng. Ở đây người ta giới thiệu cho các em một số loại nhiên liệu. Đầu tiên là ga. Này thì chắc các bạn rất quen thuộc ha. Người ta hay dùng ga để đun nấu nè. Rồi thứ hai là than. Than thì ở đây có thể là than củi, than đá, than tổ ong vân vân. Người ta cũng có thể sử dụng để đun nấu hoặc là dùng trong sản xuất. Rồi ở đây là có thể là các thùng phi này chứa xăng hoặc là dầu. Còn đây là củi. Củi thì được lấy từ các thân cây gỗ ha các bạn. Câu số 1, hãy kể tên một số nhiên liệu thường được sử dụng trong cuộc sống mà em biết. Vậy thì em có thể kể lại những cái loại nhiên liệu bên này, người ta đã gợi ý cho rồi. Ngoài ra em còn biết thêm những nhiên liệu nào mà con người đốt lên để phục vụ cho cuộc sống thì em kể thêm ra. Ở đây có vài gợi ý cho các em nè. Đó là than, ga, xăng, dầu, củi, nến ha. Rồi. Câu 2, ở một số hộ gia đình chăn nuôi gia súc như lợn, trâu, bò, thường là một hầm kín để chứa toàn bộ phân chuồng. Phân chuồng ở đây tức là chất thải của gia súc này ha. Ở đó phân chuồng bị phân hủy và sinh ra khí bioga, khí sinh học. Ở đây các bạn nên nhớ là cái khí bioga này với khí ga này là khác nhau ha các bạn. Đừng có thấy có chữ ga là nghĩ nó giống nhau, không phải nha. Bioga được sử dụng để phục vụ quá trình đun nấu. Vậy bioga có phải là nhiên liệu không? Tại sao? Mình thấy rõ ràng ở đây người ta cũng đã nói luôn cho các em nè. Bioga được dùng để phục vụ quá trình đun nấu. Tức là người ta sử dụng bioga này để đốt lên, để nấu chín thức ăn ha. Đó, vậy nghĩa là cái này cũng là chất đốt, cũng phục vụ cho cuộc sống con người. Vậy bioga chính là nhiên liệu. Rồi mình trả lời đầy đủ như sau. Bioga là nhiên liệu vì đây là chất đốt, nó cung cấp năng lượng để phục vụ cho con người. Rồi ở đây có phần ghi nhớ. Nhiên liệu đó là chất đốt, khi cháy đều tỏa nhiệt và ánh sáng. Dựa vào trạng thái người ta phân loại nhiên liệu thành nhiên liệu khí, ví dụ như là khí ga, bioga, khí than, vân vân.
nhiên liệu lỏng như là xăng, cồn, dầu và nhiên liệu rắn như là củi, than đá, nến, sáp, vân vân. Này các em phải học thuộc ha, nắm kỹ cái này. Phần tiếp theo là người ta chỉ cung cấp cho mình thông tin như sau. Dựa vào nguồn gốc và mục đích sử dụng, người ta còn chia nhiên liệu ra thành nhiều loại. Thứ nhất là nhiên liệu hạt nhân. Người ta nói là gì? Nhiên liệu hạt nhân là chất phóng xạ sử dụng trong các nhà máy năng lượng hạt nhân để tạo ra nhiệt cung cấp cho các tuabin chạy máy phát điện. Cái nhiên liệu hạt nhân ở đây có thể là urani chẳng hạn, hay các chất phóng xạ. Các chất này khi phản ứng thì nó sẽ sinh ra một lượng nhiệt rất lớn. Người ta sử dụng cái lượng nhiệt này để dẫn qua một chất trung gian, rồi dẫn đến tuabin, làm quay tuabin để chạy máy phát điện, tạo ra điện năng ha. Thứ hai là nhiên liệu hóa thạch. Đây người ta giới thiệu rất nhiều về nhiên liệu hóa thạch. Các em có thể hiểu sơ sơ, nhiên liệu hóa thạch chính là các sinh vật bị chết rồi bị chôn vùi dưới các lớp đất đá hoặc là trầm tích nặng. Nhưng mà cách đây hàng trăm triệu năm ha, khoảng hơn 300 triệu năm. Đó, như các em thấy là được hình thành từ rất lâu, cần thời gian rất dài để hình thành. Rồi khi được chôn vùi dưới các lớp trầm tích nặng á, thì trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao và thiếu không khí, đây nè, thiếu oxygen nè, đây ha, phân hủy kỵ khí ha các bạn, kỵ khí tức là thiếu không khí á, thì nó sẽ hình thành các loại nhiên liệu như là than đá này, dầu khí này, khí tự nhiên, vân vân. Vậy các em nắm được ở đây á, nhiên liệu hóa thạch là nhiên liệu mà cần thời gian hình thành rất là lâu ha, cần thời gian hình thành rất lâu. Rồi nhiên liệu tái tạo. Nhiên liệu tái tạo là nhiên liệu chỉ mất thời gian ngắn có thể sản xuất hoặc bổ sung được, ví dụ như là củi đốt, biogas. Vậy tại sao củi đốt và biogas gọi là nhiên liệu tái tạo? Vì mấy bạn thấy rằng là củi đốt thì lấy từ đâu? Có phải là lấy từ thân cây không các bạn? Vậy muốn có thân cây thì mình phải trồng cây. Trồng cây để lấy củi thì khoảng vài năm là mình đã có được nguồn nguyên liệu củi rồi ha. Còn khi biogas thì sao? Mình ủ các loại rác thải như là rác thải từ chăn nuôi nè, rồi rác thải thực phẩm của chúng ta chẳng hạn. Đó, vậy thì những chất thải hữu cơ đó khi mình ủ, giống như ở trên người ta đã nói rồi đó, thì mình có thể sản xuất ra được khí biogas. Tức là nó chỉ mất thời gian ngắn để mình có thể sản xuất hoặc bổ sung được. Còn nhiên liệu không tái tạo là gì? Là nhiên liệu mất hàng trăm triệu năm mới tạo ra được. Nhiên liệu hóa thạch thuộc loại nhiên liệu không tái tạo. Nếu tận thu nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt nguồn nhiên liệu này trong tương lai. Vậy các em thấy nó giống cái gì chưa? Nó giống cái nhiên liệu hóa thạch đúng không? Nhiên liệu hóa thạch cũng cần hàng trăm triệu năm để hình thành. Tức là nhiên liệu hóa thạch này được xếp vào loại nhiên liệu không tái tạo này các bạn. Vì nó cần thời gian để... Nó cần thời gian hình thành rất là dài, nên nếu như mà với cái tốc độ khai thác như hiện nay á, thì chẳng bao lâu nữa cái nguồn nhiên liệu này sẽ bị cạn kiệt. Đó. Rồi, nhiên liệu sinh học là gì? Nhiên liệu sinh học là loại nhiên liệu có nguồn gốc từ động vật hoặc là thực vật. Ví dụ như mỡ động vật nè, dầu dừa nè, ngũ cốc, chất thải trong nông nghiệp như là rơm rạ, phân chuồng, vân vân ha, biogas nè, xăng sinh học nè. Nói chung những loại nhiên liệu có nguồn gốc từ động vật hay là thực vật thì người ta gọi là nhiên liệu sinh học. Mình qua phần 2, một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu. Đây người ta giới thiệu cho các bạn các ứng dụng của nhiên liệu nè. Ví dụ như là đốt cháy than, củi, khí tự nhiên để đun nấu, để sưởi ấm. Còn sử dụng xăng dầu để chạy động cơ. Ví dụ như là xe máy ha, xe máy, xe ô tô chẳng hạn thì người ta sử dụng xăng dầu để chạy động cơ. Rồi sử dụng nhiệt để hàn cắt kim loại, nung gốm sứ. Rồi biến năng lượng hạt nhân thành điện năng. Biến như thế nào thì lúc nãy ở trên cái nhiên liệu hạt nhân cô đã phân tích cho mấy bạn rồi. Ở đây có một cái bảng nè, và người ta yêu cầu mình làm gì? Câu số 3. Tìm hiểu một số nhiên liệu sử dụng trong đời sống hàng ngày. Em hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bản này. Tức là các em có thể tìm hiểu từ thực tế cuộc sống, hoặc là tìm hiểu qua mạng, internet, hoặc là tham khảo người lớn chẳng hạn, để mình hoàn thành cái này ha. Tức là nhiên liệu như củi thì nó có trạng thái là gì? Trạng thái ở đây á, có nghĩa là rắn hay lỏng hay khí. Và khả năng cháy thì sao? Tức là nó cháy tốt hay không? Rồi, ứng dụng là người ta sử dụng củi đó để nhằm mục đích gì?
sử dụng củi cho cái việc gì ha, thì gọi là ứng dụng. Vậy thì cô gợi ý cho các em cái câu trả lời như sau. Đây là gợi ý ha, bạn nào có ý kiến khác thì các bạn có thể bổ sung vào ha. Vì cô thấy là có nhiều bạn có ý kiến rất là hay, nên là các bạn nghĩ ra thêm được ý tưởng nào thì các bạn bổ sung vào nha. Đây các bạn nhìn tương tự được không? Nhiên liệu củi thì nó sẽ ở trạng thái là rắn, vì nó là thân cây gỗ mà đúng không các bạn, nên nó ở trạng thái rắn nè. Khả năng cháy thì sao? Củi khô thì dễ cháy. Ở đây có nghĩa là muốn củi mà cháy tốt thì mình phải phơi khô ha. Ứng dụng làm gì? Đây là loại nhiên liệu rẻ tiền thông dụng, người ta sử dụng để đun nấu hoặc là sưởi ấm. Loại thứ hai là than, than này cũng ở thể rắn, trạng thái rắn. Khả năng cháy thì sao? Nó dễ cháy, tạo nhiều khí thải gây ô nhiễm môi trường. Ví dụ như là khi than cháy thì nó sẽ tạo ra khí carbon dioxide chẳng hạn, tức là khí CO2 nè, rồi khí carbon monoxide là khí CO ha. Ngoài ra còn khí sulfur dioxide chẳng hạn, đó nó tạo ra các loại khí thải gây ô nhiễm môi trường hoặc là hiệu ứng nhà kính. Người ta sử dụng than dùng để đun nấu hoặc là sử dụng trong lò nung, trong các nhà máy điện, vân vân. Còn xăng, xăng chính là ở trạng thái lỏng, dễ cháy, có thể gây nổ. Đó là lý do tại sao ở trong các trạm xăng thì người ta khuyến cáo là mình không được sử dụng, không được hút thuốc chẳng hạn ha, không được có cái nguồn lửa. Rồi ứng dụng của xăng là gì? Sử dụng cho động cơ xe máy, ô tô, máy bay chẳng hạn. Ví dụ là tức là cái xăng này được đốt ở bên trong động cơ ha các bạn, tạo cái sinh ra một lượng nhiệt hay là áp suất lớn á, nó đẩy động cơ hoạt động. Còn ga, ga thì ở trạng thái khí, rất dễ cháy và có thể gây nổ. Ứng dụng là dùng để đun nấu, làm bật lửa ha, trong bật lửa hoặc là đèn khí, vân vân. Rồi đó chính là câu gợi ý cho các bạn. Mình sang ý tiếp theo. Rồi ở đây có ghi nhớ. Tính chất đặc trưng của nhiên liệu là khả năng cháy và tỏa nhiệt. Dựa vào tính chất của nhiên liệu mà người ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau. Chúng ta qua phần 3, đó là sử dụng nhiên liệu an toàn hiệu quả. Vậy tại sao phải sử dụng nhiên liệu an toàn hiệu quả? Đó, nó có lợi ích ở đây nè. Người ta gợi ý cho các bạn ba cái lợi ích khi sử dụng nhiên liệu an toàn và hiệu quả. Đó chính là gì? Khi sử dụng nhiên liệu an toàn thì mình sẽ tránh được cháy nổ gây nguy hiểm đến con người và tài sản. Rồi, giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, làm cho nhiên liệu cháy hoàn toàn và tận dụng lượng nhiệt do quá trình cháy tạo ra. À, bên đây có vài câu hỏi ha, nhưng mà mình tìm hiểu luôn cái phần ở dưới này rồi mình trả lời sau. Một số biện pháp sử dụng nhiên liệu an toàn và hiệu quả như sau. Đầu tiên là cung cấp đủ oxygen cho quá trình cháy. Cái này thì theo bài cũ mấy bạn đã học rồi. Oxygen tức là duy trì sự cháy ha, các bạn học rồi ha. Oxygen là duy trì sự cháy. Do đó muốn một loại nhiên liệu cháy được thì mình phải cung cấp oxygen cho nó. Rồi tăng diện tích tiếp xúc giữa không khí và nhiên liệu. Tăng diện tích tiếp xúc giữa không khí và nhiên liệu thì chủ yếu là để nó tiếp xúc nhiều với oxygen ở trong không khí ha các bạn. Điều chỉnh nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức cần thiết nhằm cung cấp lượng nhiệt vừa đủ với nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí nhiên liệu. Rồi, đây chính là một số biện pháp sử dụng nhiên liệu an toàn và hiệu quả. Mình sẽ trả lời các câu hỏi bên này ha. Tại sao phải sử dụng nhiên liệu an toàn và hiệu quả? Câu số 4 này, cái phần trả lời nó ở ngay đây nè mấy bạn. Ha, nó ở ngay đây nè, có ba ý này nè, mình kẻ ba ý này ra. Rồi, kẻ ba ý này ra ha. Thứ hai, câu số 5, tại sao phải cung cấp đủ oxygen cho quá trình cháy? Mấy bạn phải hiểu cái từ đủ ở đây có nghĩa là không thừa cũng không thiếu. Nếu thiếu thì sao? Một số loại nhiên liệu ví dụ như là than chẳng hạn, khi các bạn cung cấp thiếu oxygen cho nó không cháy hoàn toàn thì nó sẽ sinh ra các loại khí độc hại như là khí carbon monoxide nè, carbon dioxide nè, ha, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Còn nếu các bạn cung cấp dư oxygen thì sao? Thì nhiên liệu cháy mạnh, cháy nhanh là nhanh hết ha các bạn. Và khi nó cháy mạnh, cháy nhanh như vậy thì chúng ta sẽ không tận dụng được toàn bộ cái lượng nhiệt do nó tạo ra. Ví dụ như là khi các bạn đun nấu bằng bếp ga chẳng hạn, các bạn bật lửa quá lớn thì cái phần nhiệt mà nó hao phí, nó tỏa ra bên ngoài á, nó rất là nhiều mà mình không có sử dụng hết, do đó là sẽ gây lãng phí nhiên liệu mà lãng phí cả oxygen nữa ha. Đây chính là câu trả lời cho câu số 5 nè. Rồi câu số 6, tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với oxygen bằng cách nào? Cái này thì phải phụ thuộc vào việc nhiên liệu đó là gì. À, ví dụ như nhiên liệu rắn như là củi hoặc là than chẳng hạn. Vậy thì cách tăng diện tích tiếp xúc cho củi và than đó chính là các em sẽ chẻ nhỏ ra. À, chẻ nhỏ vừa phải nha, không chẻ nhỏ vụn quá. Vụn quá thì khi mình bỏ vào bếp lò nó sẽ che lấp toàn bộ cái khoảng trống ở bên dưới ha, nó không có cho không khí lọt vào được nên cũng không hiệu quả. Do đó mình sẽ đập nhỏ hoặc là chẻ nhỏ một cách vừa phải. Còn đối với nhiên liệu lỏng và khí thì sao? Mình sẽ tìm cách sục oxygen vào trong nhiên liệu, hòa tan nhiên liệu chung với oxygen. Mình có thể sục hoặc là phun tơi nhiên liệu ra chẳng hạn. Rồi câu trả lời cho câu số 6 như sau. Với nhiên liệu rắn như gỗ hoặc là than thì mình sẽ đập hoặc là chẻ nhỏ ra. Còn với nhiên liệu khí và lỏng thì ta sẽ dùng các thiết bị hoặc là máy móc trộn đều nhiên liệu với oxygen như là sục lên, quạt vào hoặc là phun tơi. Rồi câu tiếp theo. Trong quá trình sử dụng bếp ga để bếp có ngọn lửa đều và màu xanh thì chúng ta thường làm vệ sinh mâm chia lửa, kiềng bếp và mặt bếp. Em hãy giải thích cách làm đó. Vậy thì đầu tiên mình phải hiểu được là để bếp có ngọn lửa đều và màu xanh á, ngọn lửa đều và màu xanh chứng tỏ là nhiên liệu ga này đã được cung cấp đủ oxygen và cháy hoàn toàn. À, vậy thì người ta sẽ thường làm vệ sinh mâm chia lửa nè, kiềng bếp nè, mặt bếp nè. Vậy tác dụng của việc này đó là đây. Làm vệ sinh bếp ga giúp nhiên liệu tỏa đều và tiếp xúc với oxygen dễ dàng hơn, tăng hiệu quả cho quá trình cháy. Rồi ở đây có cái ghi nhớ như sau. Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ, tiết kiệm chi phí trong cuộc sống và sản xuất. Rồi ta qua phần 4. Sử dụng nhiên liệu đảm bảo phát triển bền vững, an ninh năng lượng. Rồi câu hỏi số 7 nè các bạn. Tại sao nói nhiên liệu hóa thạch thuộc loại nhiên liệu không tái tạo? Cái này lúc nãy cô phân tích rồi ha. Bởi vì nhiên liệu hóa thạch thì sao các bạn? Nó cần thời gian rất dài để hình thành, khoảng 300 triệu năm gì đó. À, do đó mà trong khoảng khoảng thời gian ngắn nó không thể bổ sung được nên người ta gọi đây là nhiên liệu không tái tạo. Và nếu như khai thác quá mức thì sẽ dẫn đến cạn kiệt. Nhiên liệu hóa thạch khi đốt cháy tạo ra sản phẩm gì và tác hại với môi trường như thế nào? Vậy ta thấy rằng nhiên liệu hóa thạch mà khi đốt cháy á, nó sẽ tạo ra khí carbon dioxide nè, đây là khí CO2 nha các bạn. Còn khí carbon monoxide nè, đây là khí CO và khí sulfur dioxide. Những loại khí này thì có tác động đến môi trường như thế nào? Mình thấy là khí carbon dioxide chính là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính nè các bạn ha. Rồi carbon dioxide carbon monoxide là làm ô nhiễm môi trường nè, có hại đến sức khỏe con người nè. Rồi còn khí sulfur dioxide thì nó sẽ góp phần hình thành hay là góp phần tạo nên mưa axit. Đây là câu trả lời số 8. Câu 9, để nguồn tài nguyên nhiên liệu không bị cạn kiệt và bảo vệ môi trường, em đã quan tâm đến nguồn nhiên liệu thay thế nào? Nêu ưu điểm của các loại nhiên liệu này. Thì cái này các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là lên mạng tra Google chẳng hạn, tìm kiếm trên các phương tiện thông tin. Nó rất là nhiều. Nhưng mà ở đây người ta có giới thiệu cho các bạn là cái loại xăng E5 này các bạn, xăng sinh học này ha. Vậy thì cái thành phần của xăng này là gì? Mình sẽ tìm hiểu ha. Đây, nhiên liệu thay thế ở đây là xăng E5 này các bạn.
Xăng này được pha trộn theo tỷ lệ là 95% xăng thông thường và thêm 5% nhiên liệu sinh học. Cái nhiên liệu sinh học này là gì? À, chính là cái ethanol thu được từ việc chưng cất ngũ cốc lên men. Tức là có nguồn gốc từ thực vật ha các bạn. Giảm carbon dioxide và khí thải độc hại ra môi trường. Ở đây là tác dụng nè. Rồi thứ hai là biogas. Thành phần chủ yếu của nó là khí metan và một số khí khác sinh ra từ sự phân hủy hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ ở đây á chính là rác thải sinh hoạt, rác chất thải trong chăn nuôi. Này ở trên cô phân tích rồi ha. Giảm thiểu rác thải, tiết kiệm chi tiêu cho gia đình. Nhưng các bạn nên nhớ là cái khí bioga sau khi người ta ủ xong á thì thu được cái khí bioga đó, nhưng mà phải qua xử lý đã rồi mới đưa vào sử dụng ha các bạn. Rồi mình sang phần tiếp theo. Đây người ta cho các bạn xem một cái mô hình sản xuất khí bioga nè, nhiên liệu sinh học nè. Vậy người ta lấy nguyên liệu đầu vào, tức là từ chất thải chăn nuôi nè các bạn, chất thải chăn nuôi ha, từ các trang trại nuôi gia súc nè, rồi hoặc là từ công ty chế biến thực phẩm, tức là những cái thực phẩm bỏ đi ha, rồi chất thải từ trường học nè vân vân, nói chung là những cái chất thải hữu cơ này được đưa đi xử lý hay là đưa đi ủ kín á, trong đó có chứa các sinh vật lên men, các vi sinh vật lên men thì sẽ tạo ra khí bioga. Rồi khí bioga này thì được sử dụng để làm gì? Là để dẫn vào làm quay tua bin nè, quay tua bin của máy phát điện tạo ra điện ha các bạn, tạo ra điện. Còn phần thứ hai nữa là gì? Cung cấp nhiệt để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của con người, ví dụ như là đun nấu chẳng hạn. Rồi ở đây an ninh năng lượng, an ninh năng lượng chính là đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên các nguồn năng lượng sạch và giá thành rẻ. Năng lượng sạch và giá thành rẻ thì ở trên có nói rồi ha. Sử dụng các nhiên liệu tái tạo như là nhiên liệu sinh học, nhiên liệu xanh, thay thế các nhiên liệu hóa thạch và giải pháp sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, có tính bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng. Thân thiện với môi trường ở đây có nghĩa là không gây ô nhiễm môi trường ha các bạn. Rồi, kể tên các ứng dụng chính của mỗi loại nhiên liệu. Cái này thì ở trên cái bảng ở trên á, lúc nãy cô đã hướng dẫn mấy bạn làm rồi. Vậy mình nhắc lại thôi ha, mình nhắc lại như sau. Ví dụ như là củi thì dùng để đun nấu nè, sưởi ấm nè. Rồi xăng dầu thì để chạy động cơ. Khí bioga, khí ga thì dùng để đun nấu hoặc là tạo ra điện thắp sáng. Còn ví dụ như là than chẳng hạn, mình còn khá nhiều loại nhiên liệu nữa. Các bạn có thể kể thêm vào. Ở đây có câu hỏi như sau. Gia đình em thường sử dụng nguồn nhiên liệu nào để đun nấu? Cái này thì mấy bạn xem thử gia đình mình đun nấu bằng nhiên liệu nào, có thể là sử dụng ga hoặc là nhiều gia đình đã chuyển qua sử dụng bếp điện, bếp từ rồi ha, thì cái đó mình không tính. Bây giờ mình thấy là phổ biến nhất là sử dụng ga để đun nấu nè, hoặc là ở nông thôn thì có hay sử dụng củi để đốt, còn các vùng đồng bằng thì có sử dụng thêm là rơm rạ ha các bạn. Rồi đề xuất biện pháp sử dụng nhiên liệu một cách hiệu quả. Vậy mình thấy ví dụ như là ga chẳng hạn, thì mình phải làm sao? Vệ sinh bếp ga thường xuyên nè, để lửa phù hợp, tức là không để lửa lớn quá ha, làm hao phí nhiên liệu. Củi thì phơi khô, tại sao phải phơi khô? Như lúc nãy ở trên cô đã phân tích rồi, củi phơi khô thì dễ cháy và cháy hoàn toàn. Trẻ nhỏ cái này là để tăng diện tích tiếp xúc của củi với oxygen. Quạt gió khi đun nấu. Quạt gió khi đun nấu nghĩa là mình sẽ tăng cường lưu thông không khí vào trong bếp để cho cung cấp đầy đủ oxygen đó ha, cung cấp cho quá trình cháy, để cho cái quá trình cháy của mình được xảy ra hiệu quả. Rồi phần bài tập như sau. Để sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả, cần phải cung cấp một lượng không khí hoặc là oxygen như thế nào? Vậy mấy bạn thấy ở đây là mình chọn ngay được đáp án A đúng không? A là vừa đủ nè. Còn B là thiếu, hoặc C là dư, hoặc D là tùy ý thì không chính xác. Mình chọn câu A ha các bạn. Để cô khoanh vào cho các bạn. Đây, khoanh vào nha, đáp án A. Rồi, câu 2 là gì? Giải thích tác dụng của các việc làm sau đây. Trẻ nhỏ củi khi đun nấu. Lúc nãy mình ở trên mình có nói rồi ha. Trẻ nhỏ củi là để tăng diện tích tiếp xúc của củi với oxygen, giúp cho củi dễ cháy.
Thứ hai là gì? Tạo các lỗ trong viên khoang tổ ong. Ở đây tức là tạo các lỗ này để không khí có thể lưu thông vào trong đó, để cho các khối than bên trong có thể tiếp xúc được với oxygen. Rồi tiếp theo, câu C, quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa. Vậy mình thấy quạt gió tức là tăng cường không khí vào trong bếp lò đúng không? Mà trong không khí thì có chứa oxygen. Vậy tóm lại cái việc quạt gió này chỉ là tăng cường oxygen vào trong bếp lửa thôi. Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp. Khi ủ bếp thì mình đậy bớt cửa lò với mục đích là để ngăn không cho oxygen hoặc là không khí lưu thông vào trong bếp để hạn chế quá trình cháy. Câu số 3, tại sao phải sử dụng các nhiên liệu tái tạo thay thế dần cho nguồn nhiên liệu hóa thạch? Vậy mình có hai lý do ha các bạn. Lý do thứ nhất là nhiên liệu hóa thạch thì nó cần thời gian rất lâu để hình thành. Do đó nếu mà cứ cái tốc độ khai thác như hiện nay thì nó sẽ bị cạn kiệt. Mà cạn kiệt thì sẽ thiếu, không đủ nguồn cung cấp cho sinh hoạt của người dân. Thứ hai á, là khi các loại nhiên liệu hóa thạch này nó cháy thì nó sẽ sinh ra các loại khí độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường. Do đó người ta phải tìm cách để thay thế. Đây mình trả lời như sau. Nhiên liệu hóa thạch là có hạn, nó mất hàng trăm triệu năm để hình thành, nên nếu khai thác quá mức sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Lúc đó thì sẽ không đủ, không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Thứ hai, nhiên liệu hóa thạch khi cháy tạo ra các loại khí độc hại, như là khí gì nhỉ? CO, CO2 ha, vân vân. Gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người, do đó cần được thay thế bằng nhiên liệu tái tạo. Rồi bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em thời gian qua đã ủng hộ cô. Tạm biệt các em.